Cô chào các em. Chào mừng các em đã đến với kênh lớp cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 2 trong quyển sách tiếng Việt tập 2, bộ sách chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ bước sang tuần thứ 28, chủ đề Bác Hồ kính yêu, bài số 1 Ai ngoan sẽ được thưởng. Các em hãy mở sách giáo khoa ra trang số 82. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé khởi động thi hát đọc thơ về bác hồ trong phần khởi động này các em sẽ cùng với bạn bè của mình thi hát và đọc thơ về bác hồ sau đây cô sẽ gợi ý cho các em một bài hát cũng là một bài thơ nói về bác hồ đó là bài viếng lăng bác lời bài thơ của tác giả viễn phương Nay đã được nhạc sĩ hoàng hiệp phổ thành nhạc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài thơ nhé. Viếng lăng bác con ở miền nam ra thăm lăng bác đã thấy trong sương hàng tre bát ngát ôi hàng tre xanh xanh việt nam bão táp mưa xa đứng thẳng hàng ngày ngày mặt trời đi qua bên lăng thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ kết tràng hoa dân bảy mươi chín mùa xuân bác nằm trong giấc ngủ bình yên giữa một vầng trăng sáng dịu hiền vẫn biết trời xanh là mãi mãi mà sao nghe nhói ở trong tim Mai về miền Nam thương trào nước mắt muốn làm con chim hót quanh lăng bác muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây muốn làm cây tre trung hiếu chốn này Các em vừa nghe cô đọc bài thơ Viếng Lăng Bác để nghe bài hát Viếng Lăng Bác các em hãy vào phần mô tả của video Cô sẽ gắn đường link của bài hát bên dưới phần mô tả. Các em hãy bấm vào đường link này để được nghe bài hát nhé. Như vậy, các em hãy dựa theo bài hát và bài thơ gợi ý của cô để thi hát, đọc thơ về Bắc Hồ cùng với bạn bè của mình nhé. Phần tiếp theo của bài học Bài tập số 1 Đọc Trong bài tập này, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc và tìm hiểu bài đọc có tựa đề là ai ngoan sẽ được thưởng trước khi luyện đọc các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài nhé ai ngoan sẽ được thưởng một buổi sáng bác hồ đến thăm trại nhi đồng vừa thấy bác các em nhỏ đã chạy ùa tới quay quanh bác bác cùng các em đi thăm phòng ngủ phòng ăn nhà bếp nơi tắm rửa khi trở lại phòng họp bác ngồi giữa các em và hỏi các cháu chơi có vui không những lời non nớt vang lên thưa bác vui lắm ạ à. bác lại hỏi các cháu ăn có no không no ạ à. các cô có mắng phạt các cháu không không ạ à bác khen tốt lắm bây giờ bác chia kẹo cho các cháu các cháu có thích kẹo không tất cả cùng reo lên có ạ à. một em bé giơ tay thưa bác ai không ngoan thì không được ăn kẹo ạ à. các cháu đồng ý không đồng ý ạ à. các em nhỏ đứng thành vòng rộng bác chia kẹo cho từng em. Đến lượt tổ, em khẽ thưa. Thưa bác, hôm nay cháu không vâng lời cô. Cháu chưa ngoan nên không được ăn kẹo ạ. À. Bác cười triều mến. Cháu biết nhận lỗi, thế là ngoan lắm. Cháu vẫn được nhận kẹo. Tổ mừng rỡ, nhận lấy kẹo bác cho. Theo túy phương, và thanh tú các em vừa nghe cô đọc mẫu bài đọc ai ngoan sẽ được thưởng tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc nhé trước tiên chúng ta sẽ luyện đọc một số từ ngữ khó trong bài quay quanh nơi tắm rửa non nớt mắng phạt chia kẹo ngoan vòng rộng không vâng lời triều mến mừng rỡ tiếp theo cô sẽ chia bài đọc thành 3 đoạn đoạn 1 là từ đầu cho đến không ạ à. đoạn 2 từ bác khen cho đến đồng ý ạ. À. Đoạn 3 từ các em nhỏ cho đến hết bài. Bây giờ, chúng ta sẽ luyện đọc từng đoạn nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ luyện đọc đoạn 1. Ai ngoan sẽ được thưởng. Một buổi sáng, bác Hồ đến thăm trại Nhi Đồng. Vừa thấy bác, các em nhỏ đã chạy ùa tới quay quanh bác bác cùng các em đi thăm phòng ngủ phòng ăn nhà bếp nơi tắm rửa khi trở lại phòng họp bác ngồi giữa các em và hỏi các cháu chơi có vui không những lời non nớt vang lên thưa bác vui lắm ạ à. bác lại hỏi các cháu ăn có no không No ạ. À. Các cô có mắng phạt các cháu không? Không ạ. À. Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện đọc đoạn 2 nhé. Bác khen. Tốt lắm. Bây giờ bác chia kẹo cho các cháu. Các cháu có thích kẹo không? Tất cả cùng reo lên. Có ạ. À. Một em bé giơ tay. Thưa bác, ai không ngoan thì không được ăn kẹo ạ. À. Các cháu đồng ý không? Đồng ý ạ. À. Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện đọc đoạn 3. Các em nhỏ đứng thành vòng rộng, bác chia kẹo cho từng em. Đến lượt tộ, em khẽ thưa. Thưa bác, hôm nay cháu không vâng lời cô. Cháu chưa ngoan nên không được ăn kẹo ạ. À. Bác cười triều mến. Cháu biết nhận lỗi, thế là ngoan lắm. Cháu vẫn được nhận kẹo. Tổ mừng rỡ nhận lấy kẹo bác cho. Các em à, cô đã hướng dẫn các em cách luyện đọc bài đọc. Ai ngoan sẽ được thưởng. Bây giờ, cô yêu cầu các em bấm dừng video lại và đọc lại cả bài đọc một lần nữa cho cô nào các em lưu ý khi đọc gặp dấu phẩy các em phải ngắt hơi gặp dấu chấm thì nghỉ hơi đối với câu văn dài không có dấu câu thì các em sẽ ngắt hơi theo cụm từ để tránh bị hụt hơi cô dùng nét xiên một gạch làm ký hiệu cho các em thấy để các em ngắt hơi đối với câu văn dài bây giờ các em hãy bấm dừng lại và luyện đọc lại cả bài đọc cho câu nào khi nào đọc bài xong các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp các em đã đọc bài xong chưa tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài đọc nhé cô có một vài câu hỏi sau câu hỏi thứ nhất khi đến trại nhi đồng bác hồ cùng các em đi thăm những nơi nào để trả lời câu hỏi các em hãy đọc lại cùng cô đoạn văn sau có trong bài đọc một buổi sáng bác hồ đến thăm trại nhi đồng vừa thấy bác các em nhỏ đã chạy ùa tới quay quanh bác bác cùng các em đi thăm phòng ngủ phòng ăn nhà bếp nơi tắm rửa như vậy, câu trả lời của câu hỏi số 1 là: Khi đến trại Nhi đồng, bác Hồ cùng các em đi thăm phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp, nơi tắm rửa. Câu hỏi số 2: Bác Hồ hỏi các em học sinh những gì? Để trả lời câu hỏi, các em hãy đọc thầm cho cô các câu văn, cô tô màu có trong bài đọc. Đó là các câu hỏi mà bác Hồ đã hỏi các bạn học sinh. Như vậy, câu trả lời của câu hỏi số 2 là: Bác Hồ hỏi các bạn học sinh: Các cháu chơi có vui không? Các cháu ăn có no không? Các cô có mắng phạt các cháu không? Khi bác chia kẹo cho các bạn nhỏ, bác hỏi: Các cháu có thích kẹo không? khi có một bạn giơ tay phát biểu ý kiến rằng ai không ngoan thì không được ăn kẹo. Bác hỏi các bạn học sinh, các cháu có đồng ý không? Câu hỏi số 3. Đến lượt mình nhận kẹo, tổ nói gì với bác Hồ? Để trả lời câu hỏi, các em hãy đọc thầm cho cô câu văn, cô tô màu có trong bài đọc. Đó là câu nói của tổ nói với bác Hồ khi đến lượt mình nhận kẹo. Như vậy, câu trả lời của câu hỏi số 3 là: Đến lượt mình nhận kẹo, tổ nói với bác Hồ: "Thưa bác, hôm nay cháu không vâng lời cô, cháu chưa ngoan nên không được ăn kẹo ạ." À. Câu hỏi số 4. Vì sao bác Hồ vẫn chia kẹo cho tổ? Kê mà, sau khi nghe tổ nói, tổ chưa ngoan nên tổ không được ăn kẹo, thì bác Hồ đã nói gì với bạn ấy? À, bác cười triều mến nói với tổ. Cháu biết nhận lỗi, thế là ngoan lắm, cháu vẫn được nhận kẹo. Như vậy, câu trả lời của câu hỏi số 4 là bác Hồ vẫn chia kẹo cho tổ, vì tổ biết nhận lỗi khi làm sai. Phần tiếp theo của bài học Bác Hồ kính yêu Trong phần này có các yêu cầu sau. Yêu cầu thứ nhất, đọc 5 điều bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đọc 5 điều bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng năm điều bác hồ dạy điều một yêu tổ quốc yêu đồng bào điều hai học tập tốt lao động tốt điều ba đoàn kết tốt kỷ luật tốt điều bốn giữ gìn vệ sinh thật tốt điều năm khiêm tốn thật thà dũng cảm yêu cầu tiếp theo là các em hãy cho biết bạn tổ trong bài đọc Ai ngoan sẽ được thưởng đã làm đúng điều nào trong năm điều bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. À, câu trả lời là bạn tổ trong bài đọc Ai ngoan sẽ được thưởng đã làm đúng điều số 5 trong năm điều bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. Đó là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Bạn tổ đã thật thà, dũng cảm nhận lỗi khi mình làm sai. Phần tiếp theo của bài học là bài tập số 2, viết. Trong bài tập này, các em sẽ tập viết chữ A hoa kiểu 2, cỡ chữ 2 ô ly rưỡi và viết câu ứng dụng: Ai cũng đáng yêu. Đây là mẫu chữ A hoa kiểu 2. Các em hãy lấy quyển vở tập viết 2, tập 2 ra, lật ra trang số 21, tuần thứ 28. Các em sẽ viết bài trực tiếp vào quyển vở tập viết này. Bây giờ, các em hãy xem cách hướng dẫn viết chữ A hoa kiểu 2 và viết bài vào quyển vở tập viết cho câu nào. Các em đã viết bài xong chưa? À, rất tốt. Phần tiếp theo của bài học, các em hãy mở sách giáo khoa ra, trang số 84. Bài tập số 3, thực hiện các yêu cầu dưới đây. Phần A, chọn từ ngữ ở thẻ màu xanh phù hợp với từ ngữ ở thẻ màu hồng. Ở đây có hai loại thẻ từ ngữ, thẻ từ ngữ màu hồng có các từ ngữ sau mái tóc đôi mắt nụ cười nước da ở thẻ màu xanh có các từ ngữ sau ấm áp hồng hào tinh anh bạc phơ các em hãy xem bài làm mẫu bài làm mẫu đã chọn từ bạc phơ trong thẻ màu xanh phù hợp với thẻ màu hồng đó là từ mái tóc chúng ta sẽ được kết quả là mái tóc bạc phơ bây giờ cô sẽ tiếp tục chọn từ ngữ ở thẻ màu xanh phù hợp với từ ngữ ở thẻ màu hồng cô sẽ được kết quả như sau đôi mắt tinh anh nụ cười ấm áp nước da hồng hào phần tiếp theo là phần b ghép các tiếng dưới đây thành từ ngữ chỉ tình cảm của thiếu nhi với bác hồ ở đây có bốn búp sen trên mỗi búp sen có các tiếng như kính yêu quý mến bây giờ chúng ta sẽ ghép các tiếng này lại để tạo thành từ ngữ chỉ tình cảm của thiếu nhi với bác hồ cô sẽ được kết quả như sau kính yêu, kính mến, yêu quý, yêu mến, quý mến. Bài tập số 4. Đặt 2 đến 3 câu về Bác Hồ có sử dụng từ ngữ ở bài tập 3. Đây là các từ ngữ mà chúng ta đã ghép được ở bài tập 3. Nhiệm vụ của các em là đặt 2 Đến ba câu về bác Hồ có sử dụng các từ ngữ này. Bây giờ cô sẽ đặt hai câu, các em hãy dựa theo bài làm của cô để hoàn thành bài tập số 4 này nhé. Câu 1. Các em thiếu nhi vô cùng yêu quý bác. Câu số 2. Bác Hồ lúc nào cũng yêu mến các em thiếu nhi. Phần cuối của bài học trao đổi về một đến hai việc làm của học sinh thực hiện năm điều bác hồ dạy sau đây cô sẽ nói cho các em một vài gợi ý để các em trao đổi về một đến hai việc làm của học sinh khi thực hiện năm điều bác hồ dạy đó là dọn dẹp giữ gìn vệ sinh thật tốt chăm chỉ học tập Bài học của chúng ta đến đây là hết. Có hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo. Các bậc phụ huynh nếu thấy video này bổ ích thì hãy ấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các video học tiếng Việt lớp 2 trong bộ sách chân trời sáng tạo này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!